Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Hệ Động và mình là Khangmon. Trên tay của mình đang cầm ở đây chính là chiếc Nubia Red Magic 8 Pro Plus phiên bản Transformer Edition. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá cho các bạn về một chiếc máy gaming có mức giá rẻ nhưng mà hiệu năng có thể gọi là mạnh nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Hãy cùng mình bắt đầu vào video ngay bây giờ nhé. Về mức giá thì phiên bản Red Magic 8 Pro Plus Transformer này mình tham khảo trên thị trường thì đang rơi vào đó tầm khoảng là 25 triệu hơn cho phiên bản mới. Nhưng mà các bạn cũng đừng bất ngờ về mức giá này nếu như suy xét so với lại một số những cái chiếc máy gọi là gaming hiện tại ở trên thị trường nha. Thì cái chiếc Red Magic 8 Pro Plus này nó vẫn còn đang cho là giá ok đó. Bởi vì chúng ta được trang bị một cái hiệu năng rất mạnh mẽ từ con chip Snapdragon 8 Gen 2 ở thời điểm hiện tại. Chưa kể cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay á, thì nó có cái dung lượng RAM là 16GB, bộ nhớ trong là 512GB. Quá là lớn luôn, chưa tính là cái việc nó còn có RAM mở rộng nữa thì cái trải nghiệm của chúng ta sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Và bên cạnh đó thì với phiên bản Transformer Edition này thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều những cái phụ kiện khác đi kèm trong hộp, có hẳn luôn cả một cái con sò tản nhiệt cho các bạn nè, rồi có rất nhiều những cái khác nữa thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ sau nha. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn được tặng một cái huy hiệu cài áo theo kiểu Transformer để những bạn nào chúng ta là fan của phim thì chúng ta có thể đeo lên áo cho nó đẹp đẹp, cho nó ngầu ngầu. Quay trở lại với nhân vật chính thì chiếc Red Magic 8 Pro Plus Transformer này chúng ta sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn rất là đẹp luôn. Về cá nhân mình thì mình nhận định đây là một thiết kế rất đẹp nha. Cầm nắm trên tay, nhìn to bự như thế này nhưng lại rất nhẹ và thoải mái. Có bạn nào đặt ra câu hỏi tại sao lại to nhưng nhẹ hay không? Liệu đồ tàu làm không tốt hay sao? Không, để mình tiết lộ cho các bạn biết nha. Với Red Magic 8 Pro Plus Transformer, máy sẽ sở hữu kiểu dáng vuông vức từ các cạnh cho đến các góc. Về chất liệu thì máy sẽ được sử dụng là vật liệu hàng không. Với vật liệu hàng không được dùng để làm khung nhôm, giúp cho máy của chúng ta có một cái sự bền bỉ cực kỳ tốt mà lại nhẹ nhưng vẫn đem đến những cái cảm giác cầm nắm rất là chắc tay và sang trọng. Và phần thiết kế mặt lưng thì chúng ta sẽ được chia ra hai tông màu, đó là màu đỏ và màu xanh dương. Đây cũng chính là tông màu rất nổi bật trong bộ phim Transformer mà mọi người thường hay coi. Được trang trí với các họa tiết rất đặc biệt, logo đặc trưng của Red Magic cùng với đó ở phía trên thì sẽ là logo của Transformer, đem lại cho người dùng chúng ta một phong cách rất mới mẻ, trở thành một cái hiện tượng thời trang rất khác biệt nếu như các bạn sử dụng chiếc điện thoại này. Ngoài ra, để máy có thể hoạt động hiệu suất cao và bền bỉ thì bộ vi xử lý được trang bị bên trong cũng góp phần giúp cho quá trình trải nghiệm máy của chúng ta trở nên tốt hơn. Những công nghệ cao nhất đều được trang bị ở trong chiếc Red Magic 8 Pro Plus Transformer này. Nhà sản xuất cũng rất tâm lý khi mà cái thiết bị này được trang bị đầy đủ tất cả những cổng kết nối, các nút bấm vật lý của chúng ta. Vì đây là máy gaming nên ở hai bên các bạn vẫn sẽ được trang bị hai cái phím trích để khi mà chúng ta chơi game thì sẽ có thể thao tác chẳng hạn như là bắn súng, nhảy nè, hay cũng như là xài các chiêu trong Liên Quân này nọ. Và lưu ý cho mình, đây là phím trích cảm ứng nên chúng ta sẽ không có những tình trạng gọi là bị liệt, bị lún sau này khi mà chúng ta chơi nhiều. Mình biết có những anh em khi mà chúng ta chơi game quá hăng say, cái việc mà bấm mạnh á chắc chắn sẽ có thể xảy ra. Một số những con máy lúc trước sử dụng phím gọi là phím vật lý thì rất hay xảy ra cái tình trạng gọi là bị liệt. Nhưng với con máy Red Magic 8 Pro Plus Transformer này, các bạn sẽ có thể thoải mái sử dụng với lại nút cảm ứng như thế này, vẫn có những cái phản hồi rung để chúng ta có những cái trải nghiệm chân thật hơn. Bên cạnh đó thì ở hai bên cạnh các bạn sẽ được trang bị lỗ thông hơi và bên trong máy này sẽ được trang bị hẳn một cái quạt tản nhiệt. Thay vì chỉ có tản nhiệt bằng chất lỏng so với là một số những cái con máy khác thì Red Magic 8 Pro Plus của chúng ta được trang bị hẳn một cái motor để mà tản nhiệt bên trong cái con máy này luôn. Đó cũng chính là lý do nếu mà nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy cái thân máy có phần hơi dày một tí xíu, và nhờ vào hai lỗ thông gió như này nên cái việc tản nhiệt của máy hoàn toàn rất là tốt. Nhưng nếu các bạn vẫn chưa ưng ý thì nhà sản xuất còn tặng kèm hẳn một con sò lạnh ở trong cái hộp của chúng ta, để khi mà các bạn cảm thấy máy nó có tình trạng gọi là quá nhiệt lên thì các bạn có thể sử dụng con sò lạnh này để làm giảm nhiệt độ và quá trình chơi game thì luôn diễn ra một cách mát mẻ. Đến với phần hiệu năng thì đây là cái điểm mà người dùng chúng ta sẽ rất quan tâm và chú ý. Bởi vì với con Nubia Red Magic 8 Pro Plus này, chúng ta được mệnh danh là chiếc máy gaming mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trên thế giới luôn. Tại sao? Tại vì nó được trang bị một con chip đến từ nhà ROG, đó là Snapdragon 8 Gen 2. Vì đây là con chip thế hệ thứ 2 của nhà Snap 8 Gen nên vì thế chúng ta sẽ được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet. Bên cạnh đó thì nó còn giúp tiết kiệm điện năng tới tận 47% so với lại các thế hệ trước. Điểm GPU và CPU của nó cũng hoạt động ngon lành hơn so với lại cái thế hệ là 8 Gen 1. Và nếu như nhìn trên thang điểm AnTuTu chấm ra thì cái con Red Magic 8 Pro Plus Transformer này có một cái con số rất là bất ngờ, vượt ngưỡng 1,3 triệu điểm luôn, có thể cho là một con máy mạnh ở thời điểm hiện tại. Và khi mà mình test thực tế về cái tựa game PUBG Mobile hay là Liên Quân Mobile ở trên cái con máy này nha, mình cảm nhận được
Đây hoàn toàn không phải nói điêu. Chúng ta sẽ có được một cái hiệu năng mạnh mẽ. Với tựa game PUBG Mobile, mình có thể bật max setting và thậm chí máy có thể cho chúng ta trải nghiệm ở chế độ Ultra HDR. Còn với chế độ HDR mà mình đang chơi ở đây thì sẽ có thể chơi với tốc độ khung hình là cực độ luôn, hoàn toàn có thể trải nghiệm được. Bạn nào muốn chơi cái tốc độ khung hình 90 trên giây thì chúng ta có thể thả cái đồ họa xuống mức thấp nhất. Về những trải nghiệm của mình thì cái đầu tiên mình cảm thấy đó là nó rất mát. Bởi vì ở bên trong con máy của chúng ta, như mình đã chia sẻ, nó sẽ được trang bị một cái quạt tản nhiệt thổi trực tiếp từ bên hông hai bên luôn như thế này. Nên nếu như bạn nào chúng ta sử dụng không có kèm với con sọ thì máy vẫn có thể hoạt động trơn tru với lại cái mức độ họa nó vừa tâm. Còn nếu chơi ở mức độ họa HDR nóng hơn nè, cũng như là nó sẽ xảy ra tình trạng nhiệt độ có phần cao hơn do độ họa quá cao, thì giờ đây các bạn sẽ thấy được tác dụng rất lớn của con sọ đi kèm trong hộp luôn. Sẽ giúp các bạn tản nhiệt một cách cực kỳ nhanh, chơi game thoải mái. Và nhờ vào hai phím trích có sẵn ở trên máy nên quá trình chơi game của mình cũng chuyên nghiệp hơn rất là nhiều nè. Thao tác bắn địch cũng như là mở cốp này nọ đều rất là nhanh nhạy, không có bất kỳ một cái độ trễ hay là những cái trở ngại gì khi mà mình sử dụng con Red Magic 8 Pro Plus này để mà chơi game. Và chúng ta sẽ còn có một cái cần gạt để giúp máy có thể đi vào chế độ game nữa. Và ở chế độ này thì sẽ tối ưu hóa, tắt hết tất cả những thông báo khác, tránh bị làm phiền và nâng cao hiệu suất. Các bạn chơi game sẽ tốt hơn rất là nhiều. Một cái điểm hay mà mình thấy được ở cái con máy này khi mà chúng ta bật cái thanh gạt game này lên á, đó là chúng ta nếu lỡ có gạt xuống thì máy nó sẽ chạy nhảy ra màn hình chính ha. Nhưng cái tựa game nó sẽ thu lại một cái góc màn hình nhỏ để chúng ta có thể quay trở lại nhanh chứ không hề bị ảnh hưởng bởi những cái tình trạng gọi là vô tình ao ra. Do đó người dùng của chúng ta khi sử dụng chiếc Red Magic 8 Pro Plus này để mà chơi game thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ có những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Nhất là những anh em game thủ nào là PUBG Mobile hoặc là các cái loại game mà bắn súng. Và để có thể sử dụng được con sò lạnh đi kèm với chiếc điện thoại này thì các bạn cũng sẽ phải có cái ốc lưng được tặng kèm ha. Nó sẽ có một cái miếng kim loại dẫn nhiệt nằm ngay ở đây và nó sẽ có thể hít vào như thế này. Đó. Và trong hộp các bạn sẽ được tặng sẵn hai sợi cáp, một sợi màu cam sẽ là sợi sạc với công suất 165W đi kèm trong hộp. Và cái cổng sạc thứ hai thì đây là cái cổng sạc để các bạn có thể kết nối với lại cái con sò này. Một là các bạn có thể cắm vô củ sạc kia luôn, dòng điện của nó cũng sẽ không tới 165W đâu, bởi vì đây là cáp nhỏ mà thì nó sẽ bóp cái điện lại một tí xíu ha. Các bạn sạc cho con sò này không sao. Trong trường hợp vướng víu không thể gắm vô những củ sạc điện rời bên ngoài thì các bạn có thể sạc trực tiếp bên máy như thế này. Nó vẫn có thể hoạt động được cực kỳ tuyệt vời. Nhưng hãy lưu ý là nó sẽ có phần ngốn pin một tí xíu ở trong cái con máy này của chúng ta nha. Một cái điểm cộng rất lớn dành cho cái con sò này đó là quạt rất êm. Mình đang nói như này, mình đang chạy quạt luôn, các bạn có thể nghe gần như là không nghe được bất kỳ cái tiếng gì của cái cánh quạt này nó xảy ra. Nhưng độ làm lạnh của nó rất nhanh, mình chỉ vừa gắn vô nhưng đã lạnh rồi. Vì thế ngoài trừ việc mạnh ra thì nó còn nhanh nữa, mang đến chúng ta những cái trải nghiệm về game rất là tuyệt vời. Điểm tiếp theo mà mình cực kỳ thích ở con máy này đó chính là phần màn hình. Mình sẽ cho các bạn coi nha. Các bạn có thấy được gì không ạ? Đó chính là camera ẩn. Chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ hiển thị cực kỳ lớn, các viền đen của màn hình thì rất là mỏng luôn. Và một điểm cộng dành cho cái phần camera ẩn này đó là nếu các bạn nhìn trực diện như mình nói thật, cái lần đầu tiên mình nhìn vào á, mình cũng bất ngờ bởi vì nó không có bất kỳ một cái dấu hiệu gì cho chúng ta thấy được đây là một cái camera ẩn cả. Nó hoàn toàn trơn và phẳng, mọi khả năng hiển thị của nó hoàn toàn rất là chi tiết. Chỉ khi các bạn bật vào cái phần camera thì nó mới đầu mới hiện lên, thì nó mới cho chúng ta thấy được đây là một cái camera ẩn, còn lại mọi thứ đều như là một cái màn hình trắng trơn luôn các bạn. Có thể thấy được là công nghệ màn hình của Red Magic 8 Pro Plus rất là tốt nha. Kích thước của màn hình sẽ là 6.8 inch, độ phân giải Full HD cộng và tấm nền là OLED. Máy thì sẽ có độ sáng cao là 1300 nits. Về những thông số này thì gần như là một chiếc máy cao cấp rồi, và vẫn sẽ có tần số quét cao là 190Hz. Chưa kể nha, nó sẽ có tới tận 3 tùy chọn cho các bạn có thể thoải mái lựa chọn, đó là 60Hz, 90Hz và 120Hz. Các bạn có thể thao tác và chọn nhanh ở trên cái phần màn hình này của chúng ta luôn. Và với tỷ lệ viền đen siêu mỏng, chúng ta sẽ có được không gian hiển thị 90%. Người dùng sẽ có thể xem phim, chơi game, mọi thứ đều rất đã ở trên cái màn hình này mà không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết. Về phần camera và pin thì mình sẽ chia sẻ từng cái trước. Camera thì chúng ta sẽ được trang bị 3 ống kính sau, mặc dù là máy dành cho dân game thủ, máy gaming này nọ, nhưng mà các bạn vẫn sẽ có một cái camera chính chất lượng tới tận 50MP, chụp hình thì rất là chi tiết nha. Một số hình ảnh mình đang show ở đây đang chụp ở chế độ auto, thu lại chi tiết tốt nè, màu sắc tươi tán, độ tương phản cũng cao nữa, nhìn tổng thể bức hình rất hài hòa. Chưa kể có một cái điểm cộng đó là máy sẽ có thể quay phim tới tận 8K 30fps, tuyệt vời chưa?
Đây là một cái điểm mà mình thấy gần như một số những con máy gaming khác hầu như họ sẽ bỏ qua, bởi vì họ chỉ tập trung nhiều về cái phần game thôi. Nhưng ở con máy này có khả năng xử lý HDR, có trang bị AI, có nhiều bộ lọc, có filter, rồi thậm chí là chúng ta sẽ còn có nhiều cái chế độ camera family nữa, giúp chúng ta có những cái trải nghiệm nó thú vị hơn nè. Đó, các bạn có thể thấy được là nhà Nubia đã rất quan tâm tới nhu cầu của người dùng. Một thiết bị dù chỉ là gaming phone nhưng mà không hề bỏ qua đi những thứ nhỏ nhặt khác, như là cái camera này. Chúng ta vẫn sẽ có chụp chế độ RAW để mà có được cái bức ảnh chất lượng nhất. Ngoài ra thì như hồi nãy mình đã nói là có luôn cả quay phim 8K 30fps. Còn về dung lượng pin á, thì máy sẽ có con số là 5000mAh, rất to, rất khủng. Và tốc độ sạc nhanh ở cái cục sạc đi kèm trong hộp là 165W. Các bạn chỉ mất đâu đó tầm khoảng là 30 phút đã có thể sạc đầy được 100% cái viên pin 5000mAh có trên con máy này luôn. Và thời lượng sử dụng của em máy nó thì rất là trâu bò. Các bạn có thể thoải mái chiến game cả một ngày mà không lo con máy này hết pin đâu đó. Thậm chí là mình còn xài kèm nó với lại cái quạt tản nhiệt nữa, nhưng cũng không ngốn bao nhiêu phần trăm hết. Và từ nãy tới bây giờ thì mình đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều những cái ưu điểm có ở trên chiếc Red Magic 8 Pro Plus phiên bản Transformer này. Vậy thì nó có nhược điểm gì hay không? Dĩ nhiên là có. Cái đầu tiên nha, đây là máy xách tay từ thị trường Trung Quốc, nên vì thế mình thấy rằng nếu những bạn nào chúng ta muốn quan tâm về những cái chế độ bảo hành, những cái độ hậu mãi thì gần như con này sẽ rất khó. Các bạn mua các cửa hàng bên ngoài thì chỉ có thể nhận được sự bảo hành của các cửa hàng đó thôi, chứ không thể nào được gọi là bảo hành chính hãng dành cho con máy này. Cái thứ hai đó là máy nội địa, nên chúng ta sẽ không có tiếng Việt hay là Google ở trong cái con máy này nha, mà các bạn sẽ phải đợi 14 ngày để chúng ta có thể cài được tiếng Việt. Và còn về Google thì các bạn mua thì tại cửa hàng các kỹ thuật viên họ sẽ có thể cài được cái Google cho các bạn để mà xài tạm, xài đỡ. Nhưng mà trong thời gian này các bạn vẫn sẽ phải xài tiếng Anh, hoặc là bạn nào biết tiếng Trung chúng ta có thể xài tiếng Trung ha. Rồi, cái số 3 đó là máy này thì không quá thịnh hành trên thị trường, và đây lại là phiên bản Limited Edition nữa, nên là chúng ta sẽ bị giới hạn về cái phần case, tức là phần ốp của cái chiếc điện thoại này. Đảm bảo luôn, nếu các bạn sử dụng cái ốp này một thời gian, mình chưa biết độ bền nó ra sao, nhưng mà sau này chắc chắn nó cũng sẽ phải hư thôi. Cái gì thì cũng phải mai mọt theo thời gian. Và nếu như cái ốp này nó hư thì mình không biết được là sau này các bạn có thể tìm được những cái ốp khác ở trên thị trường hay không, hoặc là trên Shopee này nọ thì không biết có bán hay không, mình vẫn chưa tìm hiểu thử. Cái này nếu mà anh em nào chúng ta có sở hữu thì các bạn có thể chia sẻ ở dưới phần mô tả cho mình biết nha. Còn trước mắt thì đây là những cái tình hình chung mà mình có thể thấy được. Còn lại thì những cái khác ở trên cái con máy này hoàn toàn rất là tuyệt vời, không có gì để chê, từ những cái trải nghiệm về màn hình, camera, rồi hiệu năng, đặc biệt nhất là về cái hiệu năng chơi game này nọ thì con này làm quá tốt. Và có thể nói rằng tầm giá 25 triệu thì đây là một cái chiếc máy vừa là phiên bản Edition mà vừa là một chiếc máy gaming rất xứng đáng cho bạn lựa chọn luôn đó. Và cuối cùng, các bạn nghĩ sao về cái phiên bản Red Magic 8 Pro Plus Transformer mà mình đang cầm ở trên tay? Các bạn thích hay không? Hãy để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận nha. Cũng như nếu bạn nào chúng ta quan tâm về các cái sản phẩm độc lạ thì sau này mình sẽ cố gắng mượn về và review cho các bạn xem tham khảo nha. Lưu ý là những chiếc máy này thì không có bán tại thế giới di động. Lưu ý giúp mình nha, không có bán tại thế giới di động đâu, vì quá nhiều anh em đam mê và cũng như là muốn truyền thêm cho các bạn những cái thông tin, những cái con máy hay và bổ ích, nên mình đã mượn về để mà review cho mọi người xem là có trải nghiệm tốt hay là không. Ok chưa? Rồi, cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như thấy thích thì đừng quên cho mình một like cũng như là nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Độc để không bỏ lỡ những video sau này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.